Xin chào các cô gái xinh đẹp. Sau khi thử 5 bạn son Lip on Lip cách đây không lâu và cảm thấy rất ưng ý thì Trang đã quyết định sẽ mổ xẻ nốt các thành viên cùng nhà làm Miracle Apple. Tiêu biểu sẽ có Lip Crayon, son sáp dễ thương, Lipstick son thỏi cổ điển, Lip Tint thì dùng cho môi và má. Tuy nhiên trong video này thì mình sẽ swatch các em son kem Lip Lacquer trước. Một phần vì các bạn này mới ra mắt nhất và gần đây trào lưu son kem cũng đang được ưa chuộng hơn. Đầu tiên là dòng matte với giá bán lẻ 119.000 đồng. Bạn son này có thiết kế trụ cực kỳ chắc chắn, lại khoác lên mình tông xanh đen sang trọng, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Để tránh nhầm lẫn khi mua thì các bạn hãy để ý nhé, vỏ của dòng matte thì cũng lì hoàn toàn và bảng màu hiện tại thì gồm có 3 tông đỏ, hồng và cam. Ngay khi thử lên môi thì Trang đã cực kỳ ngỡ ngàng vì chất son chẳng kém cạnh Bourjois Rouge Edition Velvet một chút nào. Các bạn có thể xem lại video đầu tiên mà Trang swatch Bourjois và so sánh nhé. Kể cả mùi son cũng gần giống luôn, mà giá bán thì chỉ bằng 1/3. Lại có sẵn ở các siêu thị nên cực kỳ dễ mua nữa. Đầu bông để tán son nhỏ vừa phải, hơi chắc một chút giúp việc thoa son dễ dàng, màu bám đều vừa đủ, không bị quá nhiều hay quá ít. Trang cũng viền môi trực tiếp bằng đầu son này luôn. Chất son khi tô lên môi thì siêu mịn, như một lớp vải nhung ở trên môi ấy, nhẹ nhẹ mà lại không bị lộ vân môi lắm. Mình thích nhất là dạng son kem như thế này, vì thế nên nếu nhược điểm là có nhanh trôi thì cũng chấp nhận thôi. Vì mình và các bạn đều biết mà, thường nếu son kem lì mà bền màu thì cũng đồng nghĩa với việc bám chặt khá nặng môi. Thế nên được một điểm cộng to đùng thì cũng thông cảm cho em ý. Nhưng yên tâm là nếu bạn không ăn uống gì thì son sẽ không trôi đâu. Các bạn môi khô có thể dùng được nhưng nếu có vẩy da chết thì hãy tẩy trước khi dùng nhé. Tiếp theo là dòng Gloss với giá bán lẻ 102.000 đồng, cũng có trọng lượng 3ml và có tất cả 5 tông màu. Mặc dù tên là dòng son bóng nhưng Trang cảm thấy em này là sự kết hợp giữa Tint và Gloss hơn bởi vì màu bám tốt và lâu trôi hơn cả dòng matte nữa. Tất nhiên là khi tô cả môi các bạn sẽ thấy lớp màu bám lâu hơn so với kiểu lòng môi rồi. Điểm cộng nữa là son có mùi bạc hà rất thơm, khi thoa lên môi đem lại cảm giác mát mát hay cực kỳ. Nhưng cũng nhớ lưu ý điểm này nhé, vì nhiều bạn không hợp với thành phần này nên khi thoa lên lại thấy ngứa ngứa châm chích. Mình thì không gặp vấn đề đó nên không thấy sao cả. Thường với kiểu son bóng thì Trang tưởng chọn cách tô lòng môi hơn, bóng nhẹ vừa phải rất trẻ trung tự nhiên, ít khi tô cả môi lắm. Hơn nữa, son bóng tạo hiệu ứng môi dày hơn rõ rệt ý, mà môi mình thì đã đủ dày rồi nên là thôi vậy. Các bạn có hình môi mỏng mà muốn môi trông căng mọng đầy đặn hơn thì hãy thử chồng nhẹ một lớp son bóng lên nhé, hiệu quả trông thấy luôn đấy. Với mức giá và chất lượng thì Trang thấy hai bạn son này rất là ổn, đặc biệt là dòng matte. Mình vẫn không thay đổi quan điểm đâu, mình cực kỳ thích dòng matte ý. Hy vọng Roto sẽ cho ra mắt thêm nhiều màu nữa của dòng son này, chắc chắn Trang sẽ hốt về hết luôn. Các bạn có thể tìm mua các em son này ở khắp các siêu thị trên cả nước nhé. Với dạng son bóng này thì môi khô mấy cũng có thể dùng được hết. Nếu bạn nào không thích cảm giác son bóng nhẫy cả môi thì có thể chấm nhẹ lòng môi cũng không sao cả, sẽ rất nhẹ nhàng tự nhiên. À, một thông tin quan trọng khác nữa đây. Tháng 1 tới này thì Trang sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh và mục đích chính của chuyến đi là để gặp gỡ các bạn xinh đẹp ở trong đấy. Buổi gặp gỡ thân mật này sẽ diễn ra bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016. Vì vậy nếu bạn nào thu xếp đi được thì hãy nhấn ngay link đăng ký ở trên màn hình hoặc ở phần caption dưới video nhé. Ngày hôm đó chúng mình sẽ có cơ hội selfie với nhau, ôm ấp, chia sẻ tất tần tật các thứ hay ho liên quan tới son này, make up này và bất kỳ câu hỏi gì khác mà bạn đặt cho Trang nữa. Mình đang đếm từng ngày để thật mau tới hôm đó đây, háo hức, ơi là háo hức. Đây đây, bạn nào mà thích màu môi tự nhiên ửng hồng thế này thì cứ swatch cho tầm 5 thỏi, tẩy đi rồi tô lại là môi sẽ không cần thoa son luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ điền link đăng ký thật sớm nhá. Bye bye!